tin Đông Nam Á. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở Indonesia và Đông Timor. Ngày 4 tháng 4 năm 2021, trên trang web Vatican News đưa tin, Đức Thánh Cha Phan Cô nói rằng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt và lỡ đất tàn phá nhấn chìm một cụm đảo ở Indonesia và Đông Timor. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt xảy ra ở Indonesia và Đông Timor trong những ngày qua. Ngài cầu xin Chúa đón nhận những người đã qua đời, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người mất nhà mất cửa. Hơn 100 người đã thiệt mạng, nhưng con số vẫn liên tục được cập nhật do cơn bão Seroja đổ bộ vào miền đông Indonesia và đông Timor với những trận mưa xối xả khiến các con sông bị tràn bờ, lở đất và lũ lụt, nhiều con đường bị phong tỏa và các ngôi làng hoàn toàn chìm trong bùn đất, ước tính có hàng trăm, có lẽ hàng ngàn người phải di tản, trong khi đó thời tiết xấu làm chậm các nỗ lực cứu trợ. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng ngày 6 tháng 4 là ngày quốc tế thể thao vì phát triển và hòa bình đã được Liên Hiệp Quốc thành lập. Ngài đưa ra lời kêu gọi trong đó khẳng định sứ vụ của thể thao đức thánh cha nói tôi hy vọng rằng nó có thể tái khởi động kinh nghiệm về thể thao như một sự kiện đồng đội để thúc đẩy đối thoại liên đới giữa các nền văn hóa và dân tộc khác nhau đức thánh cha cũng khuyến khích hiệp hội thể thao vatican tiếp tục phổ biến nền văn hóa huynh đệ ngài nói về điểm này tôi vui mừng khuyến khích hiệp hội thể thao vatican tiếp tục dấn thân truyền bá văn hóa huynh đệ trong thể thao chú ý đến những người yếu đuối nhất để trở thành nhân chứng của hòa bình Hiệp hội Thể thao Vatican được thành lập năm 2019. Đây không phải là tổ chức thể thao đầu tiên hoạt động trong nội thành Vatican, vì cả đội bóng đá của nhân viên Vatican và câu lạc bộ bóng chày Thánh Phaero đều đã tồn tại một thời gian. Nhưng Hiệp hội Thể thao Vatican là đơn vị đầu tiên ra đời và có trụ sở tại Vatican được công nhận ở nước ngoài, có thể tham gia vào tất cả các giải chạy quốc gia và quốc tế. Cơn bão Sentosa còn ảnh hưởng nhiều trên vùng này. Chính phủ nước này công bố tình trạng khẩn cấp và nghiêm cấm người dân cư trú hoặc xây dựng nhà ở gần sông. Cơn bão Sentosa đã khiến 100 người Đông Timor-Leste thiệt mạng và khoảng 10.000 người khác mất nhà cửa trước khi di chuyển đến Australia. Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho cư dân vùng này. Cầu mong Chúa Phục sinh sẽ ở cùng và an ủi họ trong hoàn cảnh khó khăn.